Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thông tin về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc năm 2021. Theo khoản 2, điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội như sau. Thứ nhất, về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014, 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được tính là 1 năm. Trường hợp tính đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thứ hai, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ gồm có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sổ bảo hiểm xã hội khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để xuất trình. Về nơi hưởng, các bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện hoặc tỉnh nơi các bạn đang cư trú, nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Thời hạn nộp hồ sơ trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Về thời hạn giải quyết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ 6 trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội được nhận bảo hiểm xã hội một lần cụ thể: đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn, ra nước ngoài để định cư, người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao mạng, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế, Công an, Bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc tham gia bảo hiểm tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng hồ sơ xin rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đối với người ra nước ngoài định cư phải có thêm bản sao được công chứng, chứng thực một trong các giấy tờ sau: giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu do nước ngoài cấp, thị thực của cơ quan nước ngoài cấp có thẩm quyền xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài, giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có công chứng chứng thực. Đối với người đang mắc bệnh nguy hiểm tới tính mạng phải có thêm trích sao hồ sơ bệnh án, thời hạn và cơ quan giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người đủ điều kiện hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm cho người lao động nơi lĩnh bảo hiểm xã hội một lần theo khoản 2 điều 2 quyết định 166 bảo hiểm xã hội. Để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người có nhu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh trong trường hợp bảo hiểm xã hội được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại nơi cư trú. Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội lâu dài, chính vì vậy trừ trường hợp bất khả kháng, người tham gia nên cân nhắc việc nhận bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo cuộc sống về sau. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.